Unit 1. Past simple. Thì quá khứ đơn. Used. Đã từng. Be used or get used. Quen với hay là thường làm. Một cấu trúc nổi bật của bài số 1 đó là wish. Chúng ta học được present wish and future wish. Ngoài ra mình còn có chỉ khả năng ability với cấu trúc wish ha. Một cấu trúc nữa trong bài số 1 đó là would rather. Còn gì nữa nào? It's time. Mình ôm lại một cấu trúc ở lớp 8 luôn. Đó là it takes someone time to do something. Được ha. Unit 2. Ở bài 2 thì mình ôm gì nào? Present perfect, thì hiện tại hoàn thành. Và the passive, thể bị động. How about unit 3? Repetition of time, giới từ chỉ thời gian. Process of result, mình để trạng ngữ chỉ kết quả, ta có thể dùng so hoặc là therefore với những cái dấu câu khác nhau. Ở đây cô có hai ví dụ nè. Lynn study hard, so she get good grades. Trước so chỉ có một dấu phẩy thôi, nhưng mà ở câu số 2 thì các bạn thấy là Lan got a plate, therefore she didn't have time to breakfast. Therefore thì chúng ta có thể nằm giữa chấm phẩy phẩy hoặc là phẩy phẩy hoặc là dấu chấm và dấu phẩy. Tức là so và therefore thì nghĩa tiếng Việt giống nhau là vì thế, đúng không? Tuy nhiên là cái dấu câu khác nhau một tí ha. Verb of perception, động từ tri giác. Rồi chúng ta sẽ chú ý tới những động từ ở bên dưới nha. Một điểm ngữ pháp nổi bật nữa của bài số 3 đó là present perfect continuous or progressive, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì này thì nhấn mạnh sự liên tục. So với hiện tại hoàn thành thì này nhấn mạnh sự liên tục hơn ha. Và công thức sẽ là yes, tự động. For example, they have been living here for many years now. Họ đã sống ở đây trong nhiều năm cho tới nay. Unit 4. Bài số 4 thì sao nhỉ? Ta có điểm ngữ pháp nổi bật ở bài số 4 đó là conditional sentence. If, tức là câu điều kiện, type 1, điều kiện loại 1. Vì có cái 3 loại lệnh, do đó là ta sẽ ở học kỳ 1 ta học loại 1 thôi ha. Và ở học kỳ 2 thì mình học loại 2. Và lên lớp 10 thì chúng ta sẽ học loại 3. Mệnh đề if thì mình sẽ dùng hiện tại đơn, present simple. Còn ở mệnh đề chính, main clause, thì chúng ta có thể dùng những cái models như là will, can, should, must, had to, has to, so on. For example, if I have time, I will have you. She has to pass the spoken test if she wants to enter that school. Một lưu ý nữa là trong cấu trúc này thì chúng ta có unless. Unless chính là if not. Cô cho ví dụ luôn nè. Thay vì mình nói unless, unless you get up early, you will miss the bus. Thì mình cũng có thể thay bằng if, đúng không? If you don't get up early, you will miss the bus. The same. Rồi cho một ví dụ với động từ to be ở dưới luôn, để mình nắm rõ nè. Ở bài số 4 thì chúng ta còn có một cấu trúc cực kỳ quan trọng, đó là reported speech, câu tường thuật.
Ở đây thì cô ôn hết luôn cả những dạng ở lớp 8 luôn cho mấy đứa luôn nè. Thứ nhất là chúng ta có command or request, khi đề bài là dạng mệnh lệnh hoặc là yêu cầu thì mình có công thức tường thuật là to verb or not to verb. Và nếu là một statement thì chúng ta sẽ có công thức là subject said or said to someone that or told someone that. Và ở cái dạng này chúng ta sẽ nhớ là verb của chúng ta sẽ lùi về quá khứ một bậc. Đó, cái bảng xanh xanh là lùi về quá khứ một bậc đó ha. Trường hợp nữa là yes no question. Thì chúng ta nhớ phải có if hoặc là whether nha. Sau đó mới tới subject và động từ chúng ta cũng lùi về quá khứ một bậc luôn. Nhớ có if hoặc là whether. Và dạng nữa đó là WH question. Câu hỏi WH thì mình không có if whether nữa, phải không? Mình thay bằng WH. Ví dụ đề bài câu câu hỏi là what thì mình là what, where thì mình là where, how long thì mình là how long. For rồi mình đọc một tí về cái bảng mà gọi là lùi về quá khứ một bậc hay là biến đổi về thì nha. Rồi mình thấy rõ chưa nào? Cái phần biến đổi về thì này mình phải nắm chắc nha, chứ không là vào câu tường thuật mình đổi là dễ bị nhầm lắm ha. Cố lên. Ngoài ra mình còn biến đổi về trạng từ và định từ nữa. Ví dụ như có this mình đổi thành that, these mình đổi thành those, here, there, now, then, today, that day, tonight, that night, tomorrow. Tomorrow thì chúng ta có thể đổi thành the next day, hoặc là the following day, hoặc là the day after. Next week thì mình đổi thành the next week. Next month dĩ nhiên là the next month. Next year dĩ nhiên là the next year. Last night thì mình đổi thành the night before. Yesterday mình đổi thành the day before or the previous day. Today's ago mình đổi thành today's before. Rồi, vậy thì ngoài cái biến đổi về thì ra, mình còn phải học biến đổi về trạng từ và định từ, cũng như lưu ý những cái công thức hồi nãy cô vừa bảo để chúng ta mới làm tốt phần câu tường thuật, report the speech được. Ha. Unit 5 thì mình lưu ý gì nào? Task question, câu hỏi đuôi. Có những điều mà chúng ta phải nắm thiệt chắc ở câu hỏi đuôi, đó là nếu câu phía trước khẳng định thì mình sẽ có câu hỏi đuôi phủ định và ngược lại. Và chúng ta sẽ dùng đại từ nha. Ví dụ như người ta cho Lan thì mình phải đổi thành she. Cho Nam phải đổi thành he, ví dụ như vậy ha. Và một điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là mình phải viết tắt nếu là câu hỏi đuôi phủ định. For example, isn't, don't or won't. Khi chủ ngữ có no, ví dụ như là nothing, no one, nobody, hoặc là có những trạng từ như là never, rarely, seldom, hardly, vì là cái nghĩa của nó phủ định rồi, do đó câu hỏi đuôi của mình phải khẳng định, đúng chưa nào? Những trường hợp đặc biệt nha, I am thì mình đổi thành aren't I, hoặc là am I not. Let's, shall we, please verb or don't verb. Mình sẽ có câu hỏi đuôi là will you. Những từ chỉ người, everyone, everybody, someone, somebody thì chúng ta sẽ dùng đại từ là they. Còn những từ chỉ vật thì sao nhỉ? Something, anything, nothing thì chúng ta sẽ dùng đại từ là it,
rất là thú vị đúng chưa nào? Chúng ta sẽ ôn lại và phải nắm thiệt là chắc ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nào? Tiếp tục với bài số 5. Mình có thêm một điểm ngữ pháp nữa là turn after some verbs. Tức là sau một số động từ chúng ta dùng dạng phát in đó, ha. Rồi, cô liệt kê ra đây có một số động từ ta sẽ dùng vật in. Riêng regret thì chúng ta sẽ có hai trường hợp nha. Qua phần thứ tư trong đề thi cuối kỳ thì các em sẽ gặp signs or pictures, tức là biển báo, có thể là biển báo giao thông hoặc là một biển báo gì đấy, hoặc là tranh ở trong sách giáo khoa ở ngoài ha. Ta sẽ chọn đáp án đúng nhất cho mỗi cái biển báo hoặc là mỗi cái tranh. Phần số 5 trong đề thi cuối kỳ của mình đó là phần bài đọc reading. Thì chúng ta sẽ có true false. Hoặc là mình có thể có thêm nha, có thể có thêm answer the question. Có thể có thêm trả lời thêm hai câu hỏi về ý chính. Hay là not mentioned so on. Nhưng mà có thể chỉ có true false không ha. Phần số 6 trong bài thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ chọn, cũng có hai trường hợp, một là mình sẽ chọn đáp án ABCD, hai là mình có một cái hộp có chứa từ thì chúng ta nhặt từ điền vào chỗ trống. Và phần này chúng ta có 6 chỗ trống. Phần kế tiếp, word form, dạng của từ, chúng ta sẽ xem xét xem là gạch trống của mình sẽ chứa danh từ hay là tính từ hay trạng từ hay động từ. Nếu danh từ thì mình còn phải xem là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Nếu là tính từ adjective thì mình xem nó có phủ định hay không nữa hả, cái nghĩa nó. Adverb cũng vậy luôn, verb cũng vậy luôn. Và đặc biệt động từ thì chúng ta có thể phải xem luôn cả cái thì luôn đó. Nếu hiện tại đơn mà chủ từ là ngôi thứ ba số ít thì chúng ta sẽ thêm SES. Hoặc là nếu quá khứ thì động từ mình mang động từ ra phải thêm ED nữa chứ. Khó ghê nhỉ. Nhưng mà cố gắng nha. Try your best. Phần kế tiếp là chúng ta sẽ có phần rearrangement. Sắp xếp từ và cụm từ thành một cái câu có nghĩa. And the last one. Phần cuối cùng. Sentence transformation. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi với câu của đề bài bằng cách dùng những cái cấu trúc khác để chúng ta viết lại câu đấy nhưng mà cái nghĩa không đổi ha. Cô vừa trình bày 9 phần trong bài thi cuối cùng cuối học kỳ 1 chứ hả của chúng ta, được chưa nào? Chúng ta sẽ có một cái đề mẫu nha. Chúng ta sẽ làm đề này. Và sau đó cô Trầm sẽ sửa. Mình xem có đủ 9 phần không nào. Phần thứ nhất, pronunciation, cách phát âm. Chọn từ có cách đọc. Cái phần gạch dưới á, khác 3 từ còn lại. Cũng rất quen thuộc với khối 9 rồi ha. Phần thứ hai là gì? Stress, dấu nhấn. Mình cũng chọn từ có dấu nhấn khác 3 từ còn lại. Mỗi phần này chúng ta sẽ có 0.5 điểm. Ở phần số 3, multiple choice, thì mình sẽ có 10 câu và điểm là 2.5. Đây là kiến thức tổng quát ha, đủ hết ở trong đó. Phần thứ tư, hồi nãy cô giới thiệu rồi đó, mình sẽ có biển báo hoặc là tranh. Mình cũng có 4 đáp án ABCD, mình chọn đáp án đúng nhất. Và chúng ta cũng được là 0.5 điểm ha. 3.5 điểm rồi ha.
Reading nè, true false. À, phần này mình có 4 câu true false thôi và điểm của chúng ta là 1 điểm. Mình sẽ đọc bài đọc cho kỹ nha. Và anh ta sẽ quyết định xem là 4 câu này true or false. Một điểm nữa là 4,5 điểm rồi. Phần 6 la mã là mình sẽ điền nhặt 6 từ. Trong hộp này người ta sẽ cho dư ra một tí. Đó. Chúng ta sẽ nhặt 6 từ để điền vào 6 ô trống. Và điểm của chúng ta là 1,5 điểm. Rồi, phần kế tiếp là chúng ta sẽ có gì nhỉ? What for? À, chúng ta cũng quyết định xem là noun adjective or adverb. Offer. Alright. Phần nữa là gì? Rearrangement. Sắp xếp lại thành một cái những cái câu có nghĩa, đúng không? Và chúng ta lưu ý là đề bài sẽ có cái từ viết hoa để cho mình đưa ra đầu câu ha. Và phần cuối cùng, phần chính la mã là anh ta sẽ dùng cấu trúc khác để mà viết lại nhưng mà không đổi nghĩa so với cái câu gốc, cái câu đề bài cho mình. Được ha. Rồi chúng ta sẽ làm trong vòng vài phút và cô trò mình sẽ sửa nha. It's time to correct the text. Sửa nào. Rồi, ở phần này, pronunciation, chúng ta có câu số 1. Đáp án của mình là strike, village, strike, river, picnic. Đúng ha. Và ED thì mình sẽ có đáp án là grit. Ở phần 2 la mã thì chúng ta sẽ là dấu nhấn stress đúng không? Banyan, entrance, hero, heroic. Vậy là đáp án D. Picnic, enjoyment, petty, journey. So you choose D. Alright. Go on. Tiếp nào. Do we have any activity interesting enough to impress foreign visitors? Bạn có hoạt động mà đủ hay để mà gây ấn tượng với lại khách nước ngoài không? Và câu kế tiếp. We should learn from countries with great reputation for tourism, such as Thailand, Singapore or Malaysia. Seven, going to school in uniform or casual clothes is allowed in many places in America. Đi học mà mặc đồng phục hoặc là mặc thường phục thì được phép ở một số nơi trên đất Mỹ. Eight. Câu này thì mình phải dịch nghĩa nha. Tôi bắt đầu đi học lúc 12 giờ. Vì thế, trước 12 giờ tôi phải hoàn tất hết bài tập về nhà. Before. Next. The new school year begins September the 5th. Có ngày mình sẽ dùng giới từ on. Number 10.
He failed the entrance exam. What a pity. Anh ấy thì rớt cái kỳ thi đầu vào. Therefore, he has to take the course again. Vì thế anh ấy phải học lại. Và ở đây có hai dấu hai bên, do đó đáp án của mình là therefore, đúng không? Tiếp nào, which ta sẽ dùng possible. Number 12, một cái câu đối đáp, đúng không? Why don't we go out and meet foreigners so as to practice English? Sao mình không ra gặp những người nước ngoài để mà luyện tiếng Anh nhỉ? Thì bạn kia trả lời là great, just do it. Hay quá, làm thế đi. My mother sometimes goes to the to pray. Mẹ tôi thỉnh thoảng đi đâu để mà cầu nguyện nhỉ? Trong bốn đáp án này thì chỉ có shrine là một nơi cầu nguyện thôi, phải không? The parkers are nice. So, he feels like a member of their family. Gia đình ông Parker rất là dễ thương, tử tế, tốt bụng. Vì thế, anh ấy cảm thấy như một thành viên của gia đình họ vậy. Được ha? Now, look at the signs. Giờ chúng ta sẽ nhìn vào hai cái biển báo này để xem là mình sẽ chọn gì đúng. Biển báo đầu tiên là road ahead, phía trước có công trình. Do đó chúng ta có thể là slow down, giảm tốc độ đó. Và cái biển báo kế tiếp là gì nhỉ? Ô, cái xe trượt qua trượt lại. Vậy là slippery road, đường trơn trượt. Be careful. Do đó mình sẽ cẩn thận ha, khi gặp những biển báo này, đúng chưa? Mình tiếp nha. Rồi ở phần bài đọc này thì chúng ta gì nào, mình xem nào. Jan is staying with an American family in the countryside. It's true. Jan's going to study on a farm. Thế Jan có học ở trên nông trại không? No. False. Peter and Jan are both in primary school. Hai bạn này có học trường cấp 1 không nhỉ? No. Sad. Jan is having a good time learning and working with the Parkers. It's true. Phần kế tiếp nào. Poor farmers use the same land over and over. The land also needs a rest so that it will be better, ready for the following crop. However, farmers must have food to support their life. They cut down trees for firewood and for soil. In some areas where all trees are gone, the land becomes dead. No one wants to live in them. The people still need wood to repair for their meals and warm them up in the winter. It's hard to raise the awareness of the food to save the environment for the future. Rồi, đúng hết, chúng ta sẽ được một điểm rưỡi nha. Works fast, all works formation. Getting to the village is a very interesting journey. Trước danh từ journey, chúng ta sẽ phải dùng một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ này. The little girl can dance beautifully. Bổ nghĩa cho động từ thường, đó là động từ dance, thì mình phải dùng effort, beautifully. Cô gái nhỏ này có thể khiêu vũ một cách rất là tuyệt vời.
My child entered his room in an unhappy mood yesterday evening. Vì sao câu này mình dùng động từ nhỉ? Sau chủ từ chúng ta sẽ dùng một động từ đúng chưa nào? Thế vì sao phải thêm ed? Mình thấy ở phía cuối có yesterday evening, tối hôm qua, quá khứ, đúng chưa? And 30, they have a good collection of stamps. Họ có một cái gì nhỉ? Bộ sưu tập stem rất là đẹp. À, ở đây cô nghĩ là stem ta thêm s vào nha. Đúng hết, chúng ta sẽ được một điểm nha. Rearrangement. Trời, qua phần sắp xếp này chúng ta sẽ sắp được thành câu gì nhỉ? I met. Rồi, ai viết hoa nè. A lot of interesting people while I was studying in Ho Chi Minh City. Được ha. After the meal, viết hoa nè. They started to walk into the village. For about 30 minutes to visit Ba's uncle. Sau bữa ăn thì họ đi vào trong làng khoảng 30 phút để ghé thăm chú của bà. Đúng phần này thì chúng ta sẽ được nửa điểm. Hai câu, mỗi câu 0,25. Và phần cuối cùng của mình là sentence transformation. Ta sẽ viết lại câu ha, rewrite the sentences without changing the meanings, mà không có đổi nghĩa. Because the weather was cold, they had to cancel the picnic. Mình đổi thành gì? The weather was cold, so they had to cancel the picnic. Thời tiết quá lạnh, vì thế họ hủy cái chuyến đi dã ngoại. What a pity he can't help us. Thật đáng tiếc anh ấy không thể giúp đỡ chúng tôi. We wish. Thế mình ước gì nè? He could help us. Chúng tôi ước gì anh ấy có thể giúp đỡ chúng tôi. They fluoride in tropical countries. À, chữ countries dịch dính lại nha. Đây là câu gì? Bị động, đúng chưa nào? Thì gì? Present simple, hiện tại đơn. Rice is grown in tropical countries. Lúa được trồng trong những cái khu vực nhiệt đới, những quốc gia nhiệt đới. Hurry up, or you will be late for the meeting. Nhanh lên, hoặc bạn sẽ bị trễ cuộc họp. If you hurry up, you will be late for the meeting. À, cô đố em câu này sai cái gì nào? If you don't hurry, you will be late for the meeting. Hoặc là if you hurry up, you won't be late for the meeting. Nếu bạn nhanh lên, bạn sẽ không bị trễ chứ nhỉ? Vậy chúng ta thêm not vào cho cô ha, sau will ha. Còn nếu không thì ta có thể thêm don't. If you don't hurry thì phía sau mình khỏi thêm. You will be late for the meeting. Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ bị trễ cuộc họp. Rồi, vậy là mình có thêm một chút việc để làm, đúng chưa nào? Good luck to all of you. Cô chúc tất cả các bạn ôn tập kỹ, thi tốt và điểm cao ha. Goodbye, see you next time.